Thưa quý vị và các bạn, Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam-Mỹ năm 2018 với chủ đề Định hình tương lai quan hệ kinh tế song phương do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp cùng AmCham tổ chức mới đây đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác kinh doanh mới trong bối cảnh mới của nền kinh tế kỹ thuật số. Một trong những cái biện pháp rất quan trọng để thúc đẩy cho cái tăng cường cái quan hệ giữa các doanh nghiệp Việt Nam-Hoa Kỳ là kết nối số hai nền kinh tế. Và chúng tôi cũng sẽ có một cái kế hoạch để bàn bạc với lại các cái tổ chức đại diện cho cộng đồng kinh doanh Mỹ, Phòng Thương mại Hoa Kỳ sẽ tham gia vào đây trong việc xây dựng một cái chiến lược kết nối số giữa hai cộng đồng doanh nghiệp. Có lẽ cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ đi đầu trong việc kết nối số với nhau để thúc đẩy cái nền kinh tế số trong cái thời gian tới. Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam-Hoa Kỳ năm 2018 đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới giữa cộng đồng doanh nghiệp hai bên trong bối cảnh mới đó là nền kinh tế kỹ thuật số. Theo số liệu thống kê mới đây, doanh thu từ thị trường kinh tế kỹ thuật số khu vực Đông Nam Á được dự báo sẽ lên tới 200 tỷ USD vào năm 2020. Chính vì vậy, đang có một cuộc đua gay gắt trong việc phát triển nền kinh tế kỹ thuật số giữa các nước trong khu vực, và Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng đó. Hội nghị hôm nay là cơ hội để cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam-Mỹ cùng tìm kiếm giải pháp để vượt qua những thách thức hướng đến sự hợp tác đôi bên cùng có lợi. Với cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Mỹ là rất rất lớn trong một nền kinh tế số. Bởi vì nói đơn giản như một cái mạng diễn của Facebook thì rất nhiều người Việt Nam cũng đã hiểu hơn về Mỹ. Đó, tôi đang nói đấy chính là một phần kinh tế số mà chúng ta sẽ tham gia vào. Thế thì nó đi đến sâu với người dân, thì người dân được tiếp cận nó. Vì vậy nó thúc đẩy những cái quá trình mà đi sản xuất này, rồi xuất khẩu này, rồi hải quan đến thật nhanh. Do nhà nước sẽ đưa ra những cái chính sách trên mạng để tiếp kiện cho người dân. Thì những người dân đó không phải chi phí cao hơn nhờ qua thông qua kinh tế số. Thông qua Internet để người ta có thể hiểu được chính sách này, hiểu được phải làm như thế nào để có thể xuất khẩu được, có thể mang được lợi nhuận, đạt chuẩn. Thì cái đấy là tuyệt vời nhất đấy. Tôi cho rằng thời buổi này kinh tế số là một cái tuyệt vời đối với cả doanh nghiệp. Để phát triển hơn nữa quy mô nền kinh tế kỹ thuật số, Việt Nam cần đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật số và kiến tạo môi trường đầu tư công nghệ thuận lợi cho doanh nghiệp trong và ngoài nước. Điểm mấu chốt ở đây là, để thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư, Việt Nam cần lắng nghe tiếng nói cộng đồng đầu tư. Theo đó, dựa trên những phân tích của Alphabet, việc thay đổi cách tiếp cận chính sách với những quy định mang tính mở, linh hoạt, minh bạch sẽ thu hút được sự quan tâm của nhà đầu tư và nguồn lực kỹ thuật số chất lượng cao.